Đây các bạn, ở đây là một nơi người ta chuyên trồng cà chua. Ở đây người ta trồng cà chua rất là nhiều. Thấy không? Mấy bạn thấy mấy vườn cà chua ngoài, mấy vườn cà chua ngoài mênh mông bao la luôn không? Đây là cây giống nè. Đây cây giống là người ta phải đi đặt mấy chỗ ươm cây giống đó. Người ta ươm chứ mình mà mua tự mua hạt mình về mình ươm thì cô chủ ở đây cũng nói là trái nó sẽ không lớn, tại vì khi người ta mấy cái chỗ ươm giống á, người ta ươm á là người ta sẽ ép, người ta có kỹ thuật ép cho cái sau này trái nó sẽ lớn, sẽ có thu hoạch cao hơn. Còn ở đằng đó mấy người có mấy chú mấy anh đang đi trồng. Thì bây giờ mình đi lại đó mình xem cho biết kỹ thuật cách người ta đi trồng cà chua nha. Bây giờ theo chân thọ nha.